xin cô táo em ơi. Đợi anh tí nhá. Hay là không có ăn nữa anh ạ. Xin lỗi ha, anh tao xin sợ em nha. Sáng mai phải lại đây cũng được. Bye bye nha. Ngày hôm nay mình sẽ thưởng thức cà rán Lotteria, nhưng uống chè đã nhá. Mai muốn ăn cà rán à? Hiện tại thì bên em cửa hàng em đang có chương trình khuyến mại, đó là bán rán theo set. Size nước lớn và khoai tây lớn. Có thể tham khảo ở đây ạ. Thế thì cho anh một set truyền thống này, phô mai này, kim sán nữa. Thế thôi. Nên thôi đã phát em là thơm, dừng hết cả muối này, suốt này, siêu to, ăn luôn. Là đầu tiên, tự ăn gà truyền thống đã. Chuẩn luôn, quá ngon, đáng mê lắm. Tiếp nha là cute phô mai này, quá đẹp. Rất mềm, gà đàn phô mai siêu ngon cực. Tiếp nha, kim sa này ngon nhất luôn. Này, này cá nhân của mình thôi. Ok, ưu đãi này, ốc xay nước và khoai tây. Chỉ có đến là ngày 31 tháng 3 này, đừng quên nhanh chân đến Lotteria nhá. Chào các bạn. Mỗi video luôn có rất nhiều bạn bảo mình là anh trai ơi hút thuốc lào đi. Ngày hôm nay có duyên thế thì sĩ diện của mình khá là thấp. Bây giờ mình sẽ hút thuốc lào lắng gạo sĩ diện nhá. Nghe là có nhiều loại thuốc lào rất là nặng, thuốc lào Nghệ An này, thuốc lào Hoa Thanh Quế này, thuốc lào Thiên Lãng. Thật là trơn hơn, quá đơn luôn. Vừa phê như con đây đây, vừa trào mát này. Và cũng có là rung tay xương rất là khó để kiểm soát cơ thể này. Và cũng cảm thấy là mặt trời mới quay trở lại, có nắng ở trong cuộc sống của mình. Ngày xưa mình có thích thuốc lào rất nhiều luôn, nhưng mình bỏ lâu rồi. Để giữ gìn sức khỏe nhá, các bạn hãy theo mình nhé. Ok này, và các bạn thích video này đừng quên nhắn tin cho mình nhá. Ok bye bye nhé. Xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ thử ăn chè Sosuka này. Ok, các bạn hãy theo đi cùng thưởng thức với mình nhá. Chào các cô ạ, các cháu số điện gì cái ạ? Sosuka. Sosuka đây các bạn nhá. Này, Sosuka này, quá ngon luôn. Đây là lần đầu mình ăn sầu riêng trắng chè caramel này, tiếng Anh là caramel hoặc là caramel, được chưa? Nhớ nhá. Chết. Ok các bạn đừng quên đặt tim cho mình nhé. Và chúc mừng ngày cùng kề phụ nữ nhá. Ok, mình sẽ gặp các bạn trong video tiếp luôn. Bye bye nhá. Xin chào các bạn, lại là chơi. Mình vừa đặt chân được ở quan cử xã ở bên Khương Thượng này, là một quán cà phê để mình có thể trở về thúi ché này, kiểu chậu ché luôn. Các bạn hãy theo dõi mình đi. Ok, đây có rất nhiều trang trí khá là kiểu là chưa cũ này. Và quán này làm mình cảm thấy như rất là trẻ này. Chẳng hạn cà phê đen, không đường, càng đắng càng ngon đấy, được của nó thật. Bộ ngô này, ngon, giòn. Như ở đây cũng có nhiều trò chơi này, là cá ngựa chẳng hạn, đấy, vui thêm. Nếu các bạn thích video này đừng quên đăng ký cho mình nhá. Và chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ nhá. Đấy, mình dành tặng các bạn trong video tiếp luôn. Ok, bye bye nhá. Ngày hôm nay mình có mặt ở biển Vô Hàm Long để thử bánh chưng cá non mà mình chưa biết là bánh chưng cá non là cái gì. Bây giờ mình sẽ đi thử nhá. Các bạn hãy theo dõi mình đi. Bánh chưng cá non rất là thơm. Mình đã gọi được hương vị là dưa này và chuối này. À, chạch chăn đây là giò này, này gọi là trứng cả non này. Đây là kha là cute đúng không các bạn? Đây là chuối, quá được. Đây, bánh này rất là ngon. Miền bên trong bánh này có là chuối này, rất là tươi, vừa ngon vừa healthy luôn. À, bánh này có hương vị là dừa này, đây là dừa ngon hơn chuối. Đây là cá nhân của mình thôi, mùi chuối là thơm hơn nhưng hương vị của dừa ngon hơn. Đấy. Bên ngoài giòn vừa vừa thôi, ở bên trong là siêu siêu mềm. Bánh trưng đỏ non quá ngon thật luôn, ngon là taste very good, hiểu chưa? Đấy. Nhiều người bảo là delicious nhưng delicious có nghĩa là rất đậm đà này. Ok, goodbye các bạn. Đấy, xin chào các bạn. Hôm qua có một bạn comment đặt tên như thế nào nhưng họ bảo là anh chơi đi review bánh đa cua Hải Phòng đây, thì bây giờ mình sẽ không lòng vòng nữa, đi ăn luôn các bạn theo mình. Yeah. Đây, bạn bánh đa cua xong rồi các bạn à. Có là cả cua này đúng không? Đây, và có gió này, rất là ngon đấy, và niêu rau rất là thơm và rất là to cho sức khỏe các bạn ạ. À. Quá được luôn, rất là đa dạng này, quá được. Này. Very, very, very ngon. Mời các bạn á, à. Mời anh em á, à. Đấy. Có công vị nhiều, hải sản rất là tươi này. Đấy. Tất cả món ăn mà mình đã bạ từ bên Hải Phòng rất là ngon và rất là đặc biệt luôn. Hương vị của nó như là độc đáo này, 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 rất là thích. Bây giờ mình sẽ ăn rốt nhá các bạn ạ. À. Ok, con chơi. Goodbye các bạn.